Chiều nay em đi câu cá, về cho má nấu canh chua. Mà sao sao không có cá, làm sao má em nấu canh chua? Ê, ê, rồi trời, té, té xuống hố. Rồi, té xuống hố luôn. Hả gì? Ông nói gì vậy? Ông nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu. Ông vừa nói xong luôn á. À, tôi mới vừa kêu là đi câu cá, về cho má nấu canh chua thôi, chứ có nói gì đâu. Trời ơi trời, nấu cá, nấu canh chua, trời ơi, ông biết là cá con là fan của mình đâu, ông định nấu fan mình nấu canh chua luôn hả? À, đúng rồi ha, bà nói tôi mới nhớ. Trời ơi, quên mất các bạn ơi, mình là cá heo nè, còn Sam là cá mập, có nghĩa là cá là đồng loại của mình mà làm sao mình nấu canh chua được. Đúng rồi, quên mất, à mà quên nữa, mình có một cái gọi là nhóm có tên là Hồ Cá Con, dành riêng cho những bạn nào mà là fan của Phong Cận TV và Sammy đó nha. Cho nên là bạn nào gọi là chưa tham gia cái nhóm này trên Facebook, hãy nhớ tham gia nha mọi người, mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và bình luận nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì mình không bắt cá gì, nấu canh chua gì, mình bắt con gì đây? Trời đất ơi, con gì cũng được mà trừ cá được không? Trời ok vậy thôi, tôi sẽ xuống đó tôi bắt con lươn nè, con ốc nè, con cua đi. Ok rồi, để kiếm coi có con gì tôi nấu canh chua cũng được. Ok, để xíu xuống coi có con gì không. Ê Sam ơi, Sam, cái gì? Tôi nhớ, tôi nhớ cái hồ này có nhiều cá lắm mà sao bây giờ tôi thấy không còn con cá con hết vậy? Còn có mỗi một con à. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mỗi con như tôi nhớ nuôi cả chục con mà. Ủa tôi nhớ là nhiều lắm mà. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn fan của mình đã bị bắt cóc hết rồi mấy bạn ơi. Trời là trời, tôi nhớ cái hồ này nhiều cá lắm mà sao bây giờ không còn con nào vậy? Có mỗi con vậy? Ơi con ơi, tại sao cá biến mất hết rồi vậy con? Ai mà biết được. Rồi tính ra đâu có biết nói đâu. Ôi trời ơi, cá của tôi. Ác dữ vậy trời. Ủa nó có cái cục gì ở đây ta? Ủa cục gì vậy? Ôi ôi ôi. What the hell? Ôi, cái gì vậy? Sam ơi, Sam. Xuống. Bà xuống đây, đây. Tôi thấy bên dưới đây có cái hầm gì nè, xuống đây nhanh lên. Cái gì đây? Ui da. Trời đất ơi, cái gì vậy? Thôi, lại đây. Tôi thấy ở bên dưới cái hồ của mình nó có cái gì nè. Một cái cánh cổng, Sam ơi. Wait a minute. Ủa, dưới cái hồ này có cánh cổng hồi nào sao tôi không biết ta? Ôi trời mấy bạn ơi, tự nhiên hôm nay mình đến ngay cái hồ, cái mình thấy gọi là mấy bạn cá của mình bị bắt cóc mất tiêu hết rồi. Xong xuống dưới cái hồ lại còn thấy một cái cánh cổng bí ẩn ở dưới đây nữa. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Có khi nào mấy bạn cá bị hút vô trong cánh cổng này hết không? À, thế à? Tôi nghĩ là có một tên nào đó đã ăn trộm cá mình xong bay qua cánh cổng này luôn á. Chắc chắn luôn. Trời ơi, cái đồ ác độc. Cái đồ ác độc, tại sao hắn ta dám bắt cóc hết mấy bạn cá của mình? Trời ơi, tức quá mà. Mình phải qua mình giành lại mới được. Trời, tức quá, đi qua thôi. Hay à, trời ơi là trời. Ủa khoan từ, ủa chỗ này là chỗ nào đây? Ủa bạn ơi, sao rừng vậy trời? Sao tự nhiên hồi nãy mình với Sam chui trong một cái cánh cổng, mình tưởng là nó sẽ đưa bọn mình đến đâu, ai dè nó đưa bọn mình đến một cái khu rừng nào trời. Ủa trời, trời ơi trời. Ê Sam ơi, bà biết chỗ này chỗ nào không? Ai mà biết được. Ông nhìn mặt tôi cũng biết không? Cái rừng này sao tôi biết được? Nhà làng mình có rừng mà ta. Ủa mà rừng chỗ nào là vậy ta? Cái khu rừng này là khu rừng ở chỗ nào mà nhìn đẹp dữ rồi ta. Wow, nhìn nè. Ở chỗ này đẹp ghê luôn á Sam ơi. Ủa mà khoan. Ê Sam ơi, tính ra hồi nãy là bọn mình chui vô cánh cổng mà mình đi đến đây đúng không? Ừ. Rồi bây giờ bọn mình chui vô rồi sao cánh cổng bên đâu mất tiêu rồi? Trời đất ơi, đâu rồi? Ôi trời ơi mấy bạn ơi, cái cánh cổng nó mất tiêu rồi. Oh my god, trời ơi mấy bạn ơi, tự nhiên mình chui trong cánh cổng cái tự nhiên nó đưa mình đến cái chỗ nào luôn rồi. Trời ơi, chẳng lẽ là bọn mình bị kẹt ở chỗ này luôn rồi hả trời. Sam ơi, tôi không muốn bị kẹt ở đây đâu, tôi sợ quá Sam ơi. Ra này mà khóc khỏi, bây giờ hai tụi mình phải cố gắng sinh tồn trong cái gọi là cái rừng này không, để tìm về nhà được không? Trời nó đơn giản mà. Trời, đơn giản gì mà đơn giản, bà không biết đâu, bà chưa bao giờ chơi sinh tồn cho nên là bà làm sao bà biết được. Sinh tồn khó lắm á, huống hồ gì là bọn mình đang bị nhốt trong một cái khu rừng và coi đi có quá trời thú dữ luôn. Bên kia có một cái con gì mà hồng hồng kìa, con đó hình như nó ăn thịt người á Sam ơi. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ủa con này hình như giống Phong nè. Đó, tôi nhìn thấy giống hao hao Phong nè. Đó, giống cái đầu bà, giống cái đầu bà. Tôi chọc bà có xíu thôi. Con này là con heo mà bà kêu con heo giống nó giống tôi hả? Xạo. Vô văn quá. Ủa nghe thôi, bây giờ sinh tồn đi chứ làm gì bây giờ. Trời ơi là trời. Mà khoan, hình như hồi nãy tôi nhớ cánh cổng đó nó đưa một mình đến đây, vậy chắc cái chỗ cánh cổng này nó phải là cái gì đó gọi là bí ẩn lắm nè. Đâu từ để tôi thử tôi sinh tồn đây tí coi. Trời là trời, tôi nói thiệt với Sam luôn á Sam, tôi ghét sinh tồn nhất trên đời này luôn á, bởi vì vô đây mình phải đi mình đào đá rồi mình đi chặt gỗ kiểu mệt muốn chết luôn à. Để xem coi chế ra được cái gì không đây. Ui cái gì mà sao mình chế được kiếm kim cương luôn vậy? Khoan tự,
kiếm kim cương chế chỉ cần có hai cục đất với lại một cục gỗ. Ủa khoan khoan, ủa mấy bạn ơi, hình như nó có gì á sai sai ta. Tự nhiên chế cái kiếm kim cương chỉ cần có một cục đất với hai cục gỗ là sao ta? Mình nhớ là phải cần có kim cương mới đúng chứ nhờ. Ủa kỳ, ở đâu để mình chế thử coi có khi nào kiếm kim cương này là kiếm kim cương giả không ta. Tao phải chế thạch, chế thử coi. Ủa trời ơi bạn ơi, kiếm này là kiếm kim cương thật. Trời ơi, ai vậy Phong? Sam ơi, Sam ơi, tôi mới phát hiện nè, thế giới này không phải là một thế giới bình thường, mà thế giới này là một thế giới đảo lộn. Sam ơi, coi nè. Đảo lộn hả? Sao đúng rồi, nè nè, bà coi nè, đây nè, một cái thế giới của hacker hay sao á, tôi không biết nữa, mà tôi đào cục đất nè, xong cái tự nhiên tôi chế nó thành gọi là được một cái gọi là cây kiếm kim cương luôn nè, bà coi nè, kiếm thiệt đó nha, tôi đưa cho bà nè. Hay dữ vậy? À, tôi biết thế giới này gọi là thế giới gì rồi, biết thế giới gì không? Thế giới gì? Siêu dễ, sinh tồn siêu dễ không? Chỉ cần một tàu lao. Đúng rồi. Không phải thế giới siêu dễ đâu, tôi nghĩ rằng là thế giới này là thế giới của hacker hay sao á. Hình như là cái thằng hacker mặt ngu lần trước nó đã phá hoại cái thế giới này hay sao bạn ơi. Nó đã sử dụng một cái lệnh hack gì đó và nó biến cho mọi thứ ở trong thế giới này nó bị đảo lộn luôn. Các bạn coi nè, bây giờ các bạn coi nha, ở đây nè, các bạn coi nè. Người ta thường thường người ta chế đá là người ta phải đi đào đúng không? Còn này các bạn có thể sử dụng một cục gỗ để chế được 30 cục đá. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Nè Sam coi nè Sam, một cục gỗ mà chế được 30 cục đá nè. Đất ơi, đây là thế giới hắc chắc luôn. Trời ơi, đâu tôi xem lại coi. Cái gì đây? Trời, cục đá thì lại chế được bánh mì. Trời, Sam ơi, Sam. Cái gì? Bà coi nè. Một, hay dữ vậy? Một cục đá chế ra được một ổ bánh mì. Sam ơi, trời ơi bạn ơi. Hóa ra từ trước giờ mình nghe ông bà thường nói rằng là cái gì ta, có sức người sỏi đá cũng thành cơm là có thiệt các bạn ơi. Bây giờ mình chế cục đá thành ổ bánh mì luôn nè. Ôi ôi kiếm cương. Ôi ơi, cái bà kia, cái bà kia, bà kiếm đâu ra viên kim cương này, khai mau. Ở đâu vậy nè, trong này nè, sáu miếng đất là thành một khối kim cương. Cái gì? Sáu cục đất thành một cục kim cương. Trời ơi bạn ơi, thế giới này đúng là thế giới của hacker hả bạn ơi. Sáu cục đất chế thành được một viên kim cương. Trời, hình như nó có gì đó sai sai nè. Đâu tôi xem lại coi, để coi nó còn chế được gì nữa không đây. Wow, tính ra cũng hay phết nha. Còn này là gì đây? Một cục đá với một cục gỗ sẽ chế được cái giường. Trời, Sam ơi, một cục đá với một cục gỗ sẽ chế được một cái giường. Sao nghe nó hơi sai sai ha. Đau cổ ghê luôn á trời. Trời ơi là trời, đẩy cổ luôn á. Đã quá bạn ơi, đã quá. Ok, bây giờ mình sẽ làm theo Sam nha bạn. Mình sẽ đi đào thật là nhiều đất nè để mình chế ra kim cương. Trời ơi là trời, xịn dữ vậy ta. Ok, lấy quá trời đất luôn nè. Rồi, để tôi coi coi tôi chế được ra kim cương thiệt không nha. Bấm vào đây nè. Ôi, sáu cục đất mà chế được một viên kim cương các bạn ơi. Wow, vậy là mình sẽ trở thành đại gia kim cương. Yeah, mấy bạn ơi, mình sẽ trở thành người giàu nhất Hero Team. Ơi Sam ơi, bà đi đào đất đi nè, tôi cho bà nè. Tôi cho bà cái sẻ nè, bà đào nhiều đất vô. Trời đất mình... ơi, trong thế giới này đất là vàng luôn Phong, đất là vàng là bạc là kim cương châu báu đấy. Rồi bà đào nhiều vô rồi bọn mình xây một ngôi nhà bằng kim cương luôn. Ê bà kia, đừng có đào ở đây, bà qua bên kia đào nè. Chỗ này để mình xây nhà mà. Hiểu không? Rồi xây nhà kim cương. À giàu dữ vậy. Đúng rồi, xây nhà bằng kim cương luôn. Rồi coi còn cục vàng chế bằng gì đây? Cục vàng chế bằng khối đất và cục gỗ. Trời ơi. Khối đất và que gỗ sẽ chế được cục vàng bạn ơi. Wow, trời ơi là trời, các bạn thấy thế giới này xịn không nào? Nếu như các bạn nào thấy thế giới này xịn á thì đừng quên rồi hãy để lại cho video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ gọi là chia sẻ cái thế giới này cho mấy bạn vào chơi chung với mình nha. Xịn dữ. Ủa còn này là gì đây? Cây súng. Trời, có cả súng luôn hả ta? Cái gì đây? À, khối kim cương, ba khối kim cương, một cục đất với một que gỗ sẽ được cây súng. Trời, để thử coi. Trời, mình có súng rồi nè các bạn. Ok, bây giờ bây giờ mình sẽ đi kiếm con gì mình bắn. À Sam nè, để mình bắn Sam coi. Mày bị điên à? Cái gì vậy? Tôi đang chỉ tàu nha, tôi đang chỉ tàu đồ nha. Nè, cho ông nè. Hình như là nó không bắn ra được các bạn ơi. À cái này là phải có đạn, đúng rồi, súng là phải có đạn. Trời, để coi mình chế được đạn không đây, để mình xem có cách nào để chế đạn không nha. Hình như là mình chưa nghiên cứu được, có lẽ là mình phải đi đào thêm thật là nhiều gỗ nữa. Thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ qua bên đây mình phụ Sam đào mấy cái cục đất này, sau đó bọn mình sẽ xây một cái ngôi nhà bằng kim cương nha các bạn nha. Đó, một cái ngôi nhà thật là bự bằng kim cương luôn. Ê Sam ơi, bà có lúc mà bà còn nhỏ bà có ước mơ được sống trong ngôi nhà bằng kim cương không? Trời đất ơi, ước mơ từ bé tôi luôn Phong, chạy sống trong cái nhà mà không cần sợ gọi là không cần sợ mất điện hiểu không? Cái gì mà sống trong nhà kim cương là không sợ bị mất điện, tào lao. Trời ơi, kim cương
nó sáng rồi mà tôi không cần điện luôn, không cần gì đen. Trời đất ơi là trời không phải hả? Đúng rồi ha, cục kim cương nó sáng bóng gì à, mình đâu có cần phải thắp đèn đâu, nó cục kim cương nó tự chiếu sáng luôn. Đúng rồi ha, hợp lý hợp lý. Ôi mấy bạn ơi, nếu như bây giờ ha, mình chỉ cần gọi là lụm mấy cục đất nè, xong mình chế thật là nhiều kim cương, sau đó mình chỉ cần tìm lại cái cánh cổng mà hồi sáng nay mình với Sam bị gọi là bị hút vào trong đó, thì bọn mình chỉ cần quay trở về làng Hero Team thì bọn mình sẽ trở thành những người giàu nhất làng Hero Team. Đó, chỉ cần gọi là cầm cục đất thôi cũng có thể chế tạo được gọi là cục kim cương luôn. Quá dữ. Ok. Rồi giờ để tôi chế thành kim cương nè. Đó, chế thật là nhiều kim cương luôn. Xong rồi mình với Sam sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà bằng kim cương nha các bạn nha. Rồi, ok, xong rồi nè. Đây, bây giờ xây nhà bằng kim cương đi. Để tôi qua tôi xây cho. Đây, chọn cái chỗ này xây đi ha. Mình xây chỗ cái chỗ này đẹp nè. Bây giờ tôi sẽ xây nhà bằng kim cương nha các bạn nha. Đấy, nhà thì mình nghĩ rằng là mình tạm thời thì mình sẽ xây cái nhà nhỏ xinh xinh thôi. Đấy, sau đó bắt đầu từ từ rồi mình sẽ xây cái nhà bự hơn nha các bạn. Ok, để thế này đi. Rồi sau đó mình sẽ xây cao lên. Đấy, xây ra. Đấy, thấy không? Ui, ngôi nhà bằng kim cương. Cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Đấy, cực kỳ xịn luôn. Ê, mà khoan, hết kim cương rồi sao ơi? Phải đi đào tiếp thôi. Không sao cả. Trời, ở đây đất nhiều mà các bạn, mình đào tha hồ mà đào luôn, không lo bị gọi là hết kim cương các bạn ơi. Đào tiếp. Ok các bạn ơi. Và trong vòng gọi là 30 phút, bọn mình đã xây xong một cái ngôi nhà bằng kim cương đúng theo ý bọn mình rồi. Xin giới thiệu với mọi người, ngôi nhà của mình đen. Oh my god. Đó, mấy bạn thấy gì chưa? Đây là một ngôi nhà được xây bằng kim cương các bạn ơi, và xây cao chọc trời luôn nha. Đó, bạn nhìn kìa, cái mái nhà mình cũng xây bằng vàng luôn á bạn ơi, bạn thấy ghê chưa? Ồ, ngôi nhà bằng kim cương, ngôi nhà giàu nhất trong mini world bạn ơi. Xịn sao các bạn, cười chưa? Đó, thì các bạn thấy ngôi nhà của mình có đẹp không nào? Nếu như bạn nào thấy ngôi nhà mình đẹp thì đừng quên là hãy bấm vào nút like video để ủng hộ cho mình nha các bạn nha. Ồ, ok, bây giờ vô trong nhà coi thử nè. Vô đây. À, thật ra trong nhà mình chưa có trang trí gì đâu các bạn ơi, bởi vì mình chưa có gọi là kiếm được đồ để trang trí nữa. Vài bữa nữa mình sẽ nghiên cứu thêm coi nó còn chế tạo thêm được đồ trang trí hay không, thì mình sẽ gọi là dùng nó để trang trí đồ, trang trí ngôi nhà của mình nha. Đó, bạn coi nè. Đó, trời, mình đứng dưới đây mình nhìn lên trên cái mái nhà kìa bạn coi kìa, cái mái nhà nó cao gì đâu luôn á trời. Thôi, ok, thì nói chung là hôm nay bọn mình đã tìm ra được một cái thế giới của hacker các bạn ơi. Và cái thế giới hacker này mình nói thật đúng là của hacker luôn các bạn. Kiếm kim cương dễ gì đâu luôn trời, chỉ cần dùng cục đất thôi là có thể chế tạo được cục kim cương. Đó, ok. Rồi mấy bạn, liệu mấy bạn có thích chơi trong thế giới này không? Nếu như bạn thích chơi thì đúng như hồi nãy mình nói đó, là chỉ cần video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ đăng cái map lên cho bạn vào chơi cùng với mình nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Quậy thôi, quậy thôi. Quậy thôi. Ok, dễ sợ. Quá trời kim cương luôn.